cầu nguyện các bạn là các bạn ăn cái không phải do chính mình. Quý vị nhớ là chắc không có ai cứu được chúng ta cả. Nếu như điều nào mà ngoài tâm thì điều đó không đúng lời Đức Phật dạy. Chỉ có tâm chúng ta thôi. Bây giờ quý vị có đúng thì con nên nói là con nhiều quá rồi không biết làm gì ha. Có thể nó là sinh nghiệm. Cho nên cái này là không ăn. Chính tự chúng ta hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Thắp lên bởi một đuốc chính linh mà không thắp lên bởi một đuốc mặt trăng. Chúng ta phải thắp lên điều đó. Trong ngày hôm nay kỷ niệm tất cái nó xuất hiện từ này. Và chúng ta xác biết được rằng giáo lý Đức Phật và giáo lý đi vào thông tin của chúng ta. Đi vào trong từng mạch máu chúng ta và thấm vào trong tủy chúng ta để chúng ta hiển hiện một đời này làm sự an lạc cho chúng ta. Rồi bây giờ thấy bạn nào ngài đi phải từ không phải bước ra ngài đi mấy bước bảy bước mà nó nghe dẻo dữ dạ. Đi bảy bước thì ngỡ mấy hoa sen mấy tại sao nỡ tám nỡ mười cho nó vui đi có bảy bước nỡ bảy hoa sen này cũng vậy. Tại sao đi bảy bước ai nói điều này được không đứng thì tôi nói giảng cho kia đi bảy bước. Tại sao không đi 9-10 bước mà đi có 7 bước? Tại sao? 7 bước là tượng trưng cái thời gian có bao nhiêu? Thời gian có 3. Thời gian có quá khứ, có hiện tại và có gì? Có tương lai. Không gian có mấy? Không gian có đông? Có gì? Có tây? Có gì? Có nam? Có? Còn bằng 4 với 3 là mấy? Là hai. Ý tâm thế tôi muốn nói là ở quá khứ cũng có gì? Có Phật. Ở hiện tại cũng có gì? Có Phật. Ở tương lai cũng có. Ở trong cũng có Phật. Ở Tây, ở Nam, ở Bắc đều có Phật. Bất kỳ Phật là gì? Phật là gì quý vị? Phật là một vị tương lai. Hả? Là một vị tương lai. Phật là gì các bạn? Hả? Phật là giác hả? Một đấng đại giác. Đấng đại giác. À, đấng đại giác. Dạ. Đại giác là đại giác, xem nó nghe coi. Đại giác. Hả? Đại giác. Đại giác là giác gì? Dạ. Là giác đại gì vậy? Đúng rồi, cái đại là đến giác, là giác gì? Giác ngộ. Chứ không phải thấy đồ ấy, đồ đồ ở một giác kìa nào. À, đại giác là bậc giác ngộ, bậc hiểu biết thứ. Thì giác ngộ là sự hiểu biết cái gì? Hiểu biết chân gì? Chân gì? Chân chân. Hiểu biết cái vị thì chân chân như ngay. Chứ hiểu biết mà đi tham lam đi hối lộ đi mất mặt, hiểu biết mà để rủ nhau rồi lập bè lập đảng rồi cướp giật cả các cũng hiểu biết. Nhưng mà hiểu biết không phải nó là chân gì? Chân chân. Bác nhà hiểu biết của Đức Phật là sự hiểu biết tùy thuộc để mà cứu gì? Cứu một chúng sanh. Quý vị nghe nghe. Cho nên Đức Phật được gọi là Phật Đại Giác là người giác ngộ đức, hiểu biết toàn diện vũ trụ và nhân sanh, là thầy của trời cả và người. À, đó là Phật Đạo Sư Lớn. Quý vị nghe. Cho nên chúng ta được gọi là vô thượng á, vô thượng ý vô là bậc thầy thuốc không ai sánh kịp, không ai sánh được, chỉ có ngài mà nào sánh với ngài thôi. Cho nên đó, để đi về đây rồi đi bảy bước ở bảy hoa sen, bởi vì bảy bước là tượng trưng cho thời gian có mấy, thời gian có mấy của nó này, câu ba là quá khứ hiện tại và tương lai, mà không gian có mấy, bốn mươi ba là bảy, là ý tâm thế tôn dạy rằng ở quá khứ hiện tại chúng ta và ở bất cứ nơi nào cũng có sự hiện biết chân gì chân chân đó. Bởi vì có Phật hay không có Phật chúng ta đều có sự hiện biết cái gì đó, nhưng mà vì chúng ta ngu, chúng ta mê mờ, chúng ta bị phiền não, cho nên ngài hiện diện là để chỉ cho chúng ta đâu, để khai thị, để chỉ bày cho chúng ta đây trong nội chúng ta đều có Phật tánh, có sự sáng suốt hiện biết tánh. Cho nên chúng ta xác định là ở đâu có con người thì ở đó có gì? Có Phật. Đúng ở đó cũng là có Phật. Con người nào không có hiểu biết chắc chắn đâu. À, thì ngu dốt thì si mê
Cho nên anh cũng xếp mình lại và Đấng Thế Tôn muốn dạy cho chúng ta biết rằng ở bất cứ nơi nào đều có sự hiện diện căn nhân, đều có trí tuệ. Đó là họ nở phải hoa sen. Hoa sen là tượng trưng cho cái gì quý vị? Quý vị biết là con hoa sen này khi mà giảng thì cũng cả tháng rồi hết, nhưng mà con chỉ nói tạm vậy thôi. Cái hoa sen này là tượng trưng cho gì? Hả? Chân tánh. Chân tánh là con người ta. Chân tánh là cái gì? Chân tánh tức là cái gì? Là cái chân lý, là cái tánh thể chân thật á. Tượng trưng cái tánh thể chân thật gọi là như vậy. Cái tánh thể chân thật này á, nó giống như cái củ sen. Vậy giống củ sen không? Cái củ sen này quý vị bỏ bất cứ nơi nào củ sen không chết. Quý vị có phân nắng nó cũng không chết. Quý vị vứt vào trong tuyết nó không chết. Nhưng nó chờ đợi chân như đủ là xả nó xuống vào nước xuống sinh sinh buồn. Thì cái củ sen nó bắt đầu gì? Sẽ nứt ra. Thì chúng ta cũng vậy. Cái chân tánh chúng ta, cái phật tánh nó không bao giờ chết. Của chúng ta không bao giờ chết. Nó miên miễn ở đời này. Nhưng mà chúng ta gì? Không gặp được cái nhân duyên, cho nên không phát triển được chân tánh, không ngộ nhận được phật tri kiến. Thì giống như củ sen này, thì củ sen ở dưới sinh, thì cũng giống như tâm chúng ta là gì? Đường ở trong gì? Địa ngục. Vì sinh lại được những cái địa ngục kia nó bao phủ, nó là buồn vui giận khổ tham lam tiềm đắm rồi hơn thua giận hờn đủ thứ hết, nó như sinh lại nó bám. Cho nên không biết được chân tánh thì củ sen mới giống vậy, cho nên nó không mọc được. Một ngày nào đó cái duyên của nó là nước sẽ trao động thì sen nó sẽ mọc nước lên. Thì ngày nào đó chúng ta gặp được Phật pháp, gặp được người hiền, gặp được Phật thiện trí đức thì bắt đầu chúng ta mới gì? Cái chân tánh bắt đầu hiện hồn, nó vượt ra khỏi địa ngục, ra khỏi ngạ quỷ, ra khỏi loài súc sanh. Và các hoa sen đó nó vượt trên mặt lên lưng trên mặt nước, là từ ngã địa ngục ngã quỷ súc sanh nó vượt lên loài người, loài làm loài người. Khi hoa sen đó nó vừa vươn lên khỏi mặt nước là tượng trưng cho là gì? Là vươn lên khỏi trời. Vì khỏi trời tức là có thập thiện á. Rồi hoa sen đó từ nơi mặt nước, hoa sen nó bắt đầu nở chung chín, nó nở từ từ ra, là tượng trưng kết quả về thanh tâm và duyên giác. Hoa sen đó bung rơi tất cả thì tượng trưng cái gì? Tượng trưng cho hạnh Bồ Tát đã toàn mãn. Và chỉ còn là gì? Chỉ còn có gương sen và hạt sen là tượng trưng cho gì quý vị? Tượng trưng cho Phật gì? Phật quả. Cho nên mình gọi là nhân quả đồng thời là vậy. Hoa sen nó ý nghĩa đây là con chỉ nói một ý nghĩa thôi, còn hoa sen cũng muốn dùng ý nghĩa khác. Cho nên Đức Thế Tôn không dẫm lên một loài hoa khác mà ngài dẫm lên có hoa sen là muốn nói cho chúng ta biết rằng chúng ta sống trong cuộc đời đầy dẫy sự khổ đau này, ngũ trược khác thế này, nhưng trong mỗi trong chúng ta đều có hoa sen, đều có một cách niềm chân tính đó. Các bản thể chân như cái tính thể cảm tính đó luôn luôn ở trong chúng ta. Nhưng quý vị ngồi đây thì cái chân tính nó có. Ngồi đây này quý vị thấy có phải không? Nó có rõ ràng thôi. Nhưng mà nếu như ai đó không giờ không quý vị thấy phải không? Không giờ không thì nè, mũ nổi này nó đuôi xuống này, nó xí xe ra thì không thấy phải. Nếu giữ mãi cái được người đã tương sống cái chân tính hay là bước ra khỏi chùa Bảo Tâm này, có người nào đó họ đi xe đạp và đúng phải mình chứ nào? Lúc bây giờ cái chân nó còn phải không? Nó đúng phải là bắt đầu gì sân si nổi lên, nó còn đuôi mắt ngay sẽ đụng bạc. Bữa nay ta đi chùa ta có thấy mẹ gì bây giờ? Bây giờ có chân tâm rồi, nếu như nó đụng mình vẫn giữ việc đủ người ăn mặc đó, sao không đi? Từng từng đấy nhé, đi cẩn thận nghe con, coi chừng nó té chạy xe về cha mẹ sẽ buồn lên. Chúng ta khuyên nó
Một điều như vậy là người đó nó thể hiện tình bi đông. Như vậy thì chúng ta giữ được cái tính mạng như vậy, nhưng mà tại vì chúng ta luôn có luôn không hả mà lúc ngồi đây chúng ta đi đi niệm Phật á, năm nay bữa nay ta giết Phật ta ăn chay rồi, không muốn chết mẹ mày cái nhà mày giờ cái chân lông bà đó đá và học gạch cái áo cũng như vậy đó. Nhưng nếu như vậy là chúng ta là người gì là xếp thành Phật, xếp xếp đó ngồi đây thì phải Phật mà ra cái Phật là xếp đó các bạn. Rồi đi bảy bước mở bảy hoa sen, quý vị hiểu rồi không? Một tay chỉ trên trời, một tay chỉ trên đất, ngài nói gì ai nói được đúng, lấy 5 triệu tiêu chân cái này có thể nó nói gì à, chị cũng nói đúng rồi không? Chia mỗi người 2 triệu đứa chị sẽ nói đúng đó, bà cụ là thiên thượng thiên hạ như ngã là không không? Cái điều đó chưa được lập. Từ xưa đến nay chúng ta nói điều đó thật ra chưa phải ý của Thế Tôn. Mà quý vị phải nói đúng 4 câu. Thiên thượng thiên là trên trời hả? Thiên thượng thiên hạ duy ngã là tôn, trên trời dưới trời ở giữa là ta. Duy ngã thì ta là số 1. Nhưng phải nói 2 câu sau nữa, nếu không thì người ta sẽ cho Đấng Thế Tôn là có người ngã mà, có người tự cao là nó trên trời hiện tại chỉ một mình à. Như vậy thì nó không đúng với pháp của thế gian Phật pháp, mà phải nói đúng 2 câu sau là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nhất thiết chúng sanh gia gì gia hữu Phật Phật tăng. Cứ phải nói đúng 2 câu sau nha. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới trời ở giữa là ta. Tất cả chúng sanh đều có gì? Đều có Phật tánh. Tức là duy ngã độc tôn này là duy có Phật tánh là duy nhất, duy có chân tâm, tâm ấy là duy nhất. Phật tánh của mình là chân tâm à? À, tức là ngài cũng khẳng định cho chúng ta dù ở dưới trời trên trời bất cứ nơi nào thì duy có gì? Phật tánh là số 1. Phật tánh là gì? Là tánh thể sáng suốt. Cái chân tâm nhiệm màu là giống như hư không. Hư không ở Việt Nam cũng không khác hư không ở Mỹ, không hư không ở châu Âu, vì hư không luôn luôn rộng ra. Còn cái sự mà sấm sét mưa gió bão tố đó là gì? Là sự vận hành màu nhiệm của hư không mà thôi. Còn hư không không thay đổi thì cái Phật tánh này cũng không thay đổi. Quý vị hiểu được chưa? À, cho nên phải nói đúng là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, trên trời dưới trời ở giữa là ta. Tất cả chúng sanh đều có gì? Đều có Phật, tức là đều có cái ta đó. Nè, ta đó là gì? Chân ngã. Còn chúng ta sống đây là vọng gì? Vọng ngã. Quý vị nhá, cho nên chúng ta thấy là khi Đức Phật xuất hiện ra đời, ngài một tên chỉ trên trời, tên chỉ xuống đất, ngài tuyên bố như vậy à, ở đông ở tây ở nam ở bắc ở nam cứ hiện tại vị lai đều có sự giác ngộ, đều có sự hiển hiện chân chánh à, mà sự chân chánh đó dò ở trên trời dưới trời đến như vậy, chỉ có sự chân chánh đấy là duy nhất, duy ngã độc tôn, và chỉ có Phật tánh đó là duy nhất. Cho nên quý vị nhớ là chúng ta kỷ niệm ngày đản sinh của giáo chủ Thích Ca Mâu Ni, chính là chúng ta phải trở về với chúng ta. Đản sinh ở đây là chúng ta chỉ là gì? Quy ước thôi nha. Còn cái đản sinh mà quý vị nhớ này, trong Phật giáo có 2 này, một tướng này, một tánh này, tướng tánh này. Cái tướng á thì có một đức kiện Bồ Tát Đức Phật đản sinh. Rõ ràng nói về tánh á thì trong mỗi tâm của chúng ta lúc nào cũng là Phật đản gì? Đản sanh. Các bạn, bởi vì khi mà quý vị sắp sửa mà chửi chồng mắng vợ, quý vị chỉ nghĩ điều đó không đúng với lẽ phải. Tại sao người vợ là người yêu quý trong đời này, người ta bỏ gia đình người ta để về làm vợ làm dâu, mà
mình nên lời nặng nhọc của họ đó. Người đó luôn là Phật, Phật đại sạch. Mà người đó dùng ngôn ngữ mình chửi mắng vợ, rủa chồng mình, thì Phật đang gì? Nhập diệt ra đại sanh. Phật nhập diệt cái gì nó phát? Đó là đó. À, khi đối xử với mọi người chung quanh, mà người đó luôn dùng ngôn ngữ ái ngữ là Phật đại sanh. Nhưng mà dùng những lời giáo hóa mắng nhục, hạ nhục người khác là Phật luôn nhập gì? Nhập diệt. Cho nên Phật luôn sống trong chúng ta là vậy, luôn luôn ở trong chúng ta. Nhưng mà bởi vì muốn có Đức Phật cũng xuất hiện để nhắc nhở cho chúng ta biết cái ngày đó như thế, và mọi người phải làm những cái để sống đạt cái chân tâm của chính mình. Hai trăm ngày ở đây thì còn có thời giờ phải làm lễ nữa. Cho nên con xin thưa là quý vị hết là cái người đi lại Phật thì quý vị phải chấp đôi tay. Đôi tay như nói xem, quý vị đưa lên trên đỉnh đầu này, quý vị phải tự nói với Thế Tôn, nó bạch đấng Thế Tôn, ý con như ý này. Vì đấng Thế Tôn chúng ta chưa bao giờ có nảy ra niệm sân, niệm tham, chưa bao giờ nghe nảy niệm tham như hạt vi trần, nhỏ như vi trần mà ngài cũng chưa bao giờ. Cho nên chúng ta phải đưa đấng Thế Tôn, ý con là ý của đấng Thế Tôn, ý đấng Thế Tôn không tham, ý của Thế Tôn không nóng giận, ý của đấng Thế Tôn không dễ, không xí, xì mề. Xong rồi quý vị để đôi bàn tay trước miệng mình, quý vị cũng nói như thế, bạch đấng Thế Tôn, miệng con là miệng của ngài. Thì đấng Thế Tôn chưa bao giờ nói lời ác khẩu, chưa mắng giết ai, chưa bao giờ rủa xả ai, chưa bao giờ phiền trách ai. Và đấng Thế Tôn luôn luôn nói là từ ái thương yêu, nói về sự lợi lạc cho mọi loài. Cho nên con cũng tập như đánh cho con, niệm con là niệm của ngài. Xong rồi để đôi tay xuống dưới ngực này, và cũng thầm nói cho đánh cho con như thế, bạch đánh cho con, thân con là thân của ngài. Ngoài cái thân tứ đại giới bổng này, cái này phải là tứ đại không? Dạ. Tất nè, xương, thịt và tất nè, mồ hôi nước tiểu là nước nè, thở ra còn là gió nè, hả? Sức nóng là lửa nè. Nếu mất 104 điều kiện này, chúng ta không còn con người nữa. Nhưng mà ngoài cái thân này, chúng ta còn có một thân vi diệu, là thân của trí tuệ, là gọi là pháp thân. Chúng ta còn có cái thân đó. Cho nên tâm Thế Tôn và ta chỉ là một thân. Vì chúng ta mê là chúng sinh, chúng ta giác ngộ đó là Phật. Cái gì em hiểu như thế nha. Cho nên phải là sáng rồi cái gì đứng thẳng người, nghĩa là xếp gối quỳ xuống là gì, là ngũ thể đầu địa, là thân mình đầu tay chân năm góc là năm cái con á, quy mạng lễ mà á, quy mạng là cái thân mạng mà đảnh lễ cái con xuống. Xong rồi quý vị đưa nửa hai bàn tay lên, vì cúi xuống hai bàn tay để xuống là gì, bạch đấng Thế Tôn, con xin y giáo phụng hành lời dạy của đấng Thế Tôn để có được cái niềm an vui hôm nay và mãi sau. Xong rồi chúng ta ngửa đôi bàn tay ra, nhưng mà đấng Thế Tôn, vì con là tội dài phước mỏng, không đủ năng lực được vượt qua địa khổ cuộc đời này, xin đấng Thế Tôn hãy hộ trì cho con. Đưa bàn tay như thế và úp bàn tay lại và từ từ đứng lên. Quý vị lại phẩm như thế, vừa làm cho thân được thể, vừa cho làm cho bệnh tật chúng ta tiêu tan, và làm cái niềm tin chúng ta đánh chắc, và chúng ta thấy đấng Thế Tôn và ta chỉ là một trong đời này mà thôi. Quý vị nên lại thế, chứ không phải là quý vị có nhiều người lại công chức, thì sao cái này, sao cái kia, hả? Sá thủ tướng sợ sợ mấy vị cái phân bì sau này lại qua lại anh cho nên có bà đó cái chuyện này mới đi chùa đi mua ra tiền lắm cái gì biết người ta mua này. Con lấy 3 cây ngang 200 đồng ha, mà họ làm từng sắp thẻ đấy, từ này đến từ Phật họ cũng một thẻ ngang 200 đồng đến tượng ABC hết cái qua cái tượng của đức cổ
phụng sư đản sanh bà hết rồi, cái bà mới ngồi chỗ nhà nhà trên lưng nghe, thôi em bé nha, ngoan nha, ngoan nghe cháu nha, thì sao bà đi bà mang quà cho cháu nha. Người lấy trong chùa đó là cũng vừa vừa thấy thằng nhỏ nhỏ nè, cái sợ thằng nhỏ nó buồn nó khóc, bà dỗ thôi con nha, ngoan nha. Đó là xin mời đứng lên lên hầu đó là xin đảnh lễ tri ân hòa thượng tam bái, quý vị đảnh lễ tam bái để tri ân công đức của hòa thượng A Di Đà Phật. Và sau khi đảnh lễ xong, quý Phật tử chúng ta ngồi trang nghiêm tại chỗ để chuẩn bị thân lễ tam Phật A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 8
tháng tư năm Nhâm Thìn tại chùa Quan Âm đã long trọng tổ chức lễ hội tắm Phật nhằm thể hiện tấm lòng tôn kính của người công Phật đối với ngày lễ trọng đại ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Giờ đây dưới ánh hào quang của Như Lai Phật Tổ, chúng con nhận thấy có sự chứng minh của Hòa Thượng Thường Kiến Hà Ấn, chủ trì chùa Cổ Lâm, giáo thọ của chùa Quang Lâm, tại Quang Lâm chứng minh. Chúng con xin cung kính giới thiệu. Và chúng con cũng xin cung kính được giới thiệu Hòa Thượng Thường Thiện Hà Giải, chủ trì chùa Huệ Minh, chánh đại diện Phật giáo huyện Tân Thành, của Quang Lâm chứng minh. Và chúng con xin cùng được cung kính giới thiệu chung sự có mặt của chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng ni, trụ trì các chùa tịnh xá từ miền Bình Phúc cũng đã quan tâm chứng minh cho buổi lễ, với phật tử gần xa cũng đã về ở đây để tham dự cho buổi lễ hôm nay. Xin được giới thiệu và hẹn gặp lại. Và như vậy là phần giới thiệu chương trình thăm dự đã xong. Tiếp theo là chương trình mời toàn thể đạo ca ngát người vị phật tử dân hoa chuẩn bị giờ này đội tuyển thập tiền để dân hoa lên chủ dương nhân ngày lễ cảm sân. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa vị phật tử, khi đức phật cảm sân tại vườn Mất Tỳ Ni, hoa ưu đàm nở rộ trong nhạc trời vác cổng, chư thiên chỉ trồng phương nước tặng cho người. Hôm nay trong ngày đản sinh của Đức Từ Phụ, người phật tử chúng con cũng thể hiện tấm lòng hân hoan tôn kính của mình, xin được dâng lên những hương hoa thơm ngát để cúng dường ngài phần dân hoa cúng dường của gia đình phật tử khèn qua. Xin được phép bắt đầu. Thank you.
tung hoa ngủ sắc dân châu phở, dân tộc mừng reo rộn xóm làng. Vừa rồi là để dân hoa của các anh thiếu nữ chùa Phật tử Khánh Quang và kính bạch chư tôn hòa thượng chư phật đoàn chư đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng an lực phật tử. Như thế là hương đăng cả hòa nhạc đã được dâng lên cũng như đức từ thù với tất cả tâm lòng thật của người có phật trong mùa đảng sinh phật lịch 2556. Giờ đây là dân tục khuôn nguyên và mong đợi nhất của mọi người có phật, đó là khoảnh khắc được lễ được chiên đàn tặng lên kim thân của đức từ thù. Vì vậy chúng con xin thành kính cung phụng chư tôn hòa thượng chư thượng tòa chư đại đức tăng ni khởi thân quan phung đội trưởng đại hội bộ điện để cử hành lễ tập phật thường dài hà thiền đương vi đề nghị sản trụ chứng minh cho buổi lễ phật đàn hôm nay a di đà phật và cung phụng chư tôn thượng tòa chư đại đức tăng ni đồng hồ niệm và toàn thể đạo tràng phật tử chắp tay trang nghiêm để hồ niệm cho buổi lễ hôm nay a di đà phật. Oh, my goodness.
Love.